Kính chào các bạn học viên. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách ắt bản quyền Visa. Sau khi các bạn tạo dữ liệu kế toán xong, thì chúng ta đăng nhập vào dữ liệu bằng cách chọn tên dữ liệu, điền tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn đồng ý. Lúc này chúng ta chưa ắt bản quyền. Nếu như mà các bạn chưa ắt bản quyền, thì thời hạn sử dụng phần mềm của các bạn sẽ bị hạn chế trong vòng 15 ngày. Do đó các bạn phải ắt bản quyền vào thì chúng ta mới tiếp tục sử dụng được. Ở đây các bạn chọn vào đăng ký giấy phép sử dụng ngay. Chọn vào kích hoạt giấy phép sử dụng. Chọn vào đăng nhập tài khoản khác. Các bạn điền tên đăng nhập chính là số điện thoại hoặc email mà các bạn đăng ký với Visa để cung cấp bản quyền. Nhấn tiếp tục. Mật khẩu, chúng ta điền mật khẩu vào. Tên đăng nhập và mật khẩu này, nếu như các bạn muốn ắt bản quyền theo công ty Việt Hưng thì các bạn sẽ truy cập vào hướng dẫn ắt bản quyền tại phần 1 của các giáo trình. Tôi nhấn vào chữ đăng nhập. Chọn kích hoạt giấy phép sử dụng. Nhấn có. Áp dụng giấy phép thành công, chúng ta nhấn OK. Và nhấn đóng cửa sổ lại. Từ đó chúng ta đăng nhập lại vào dữ liệu. Lúc này ở góc dưới bên phải màn hình, các bạn sẽ thấy được tên bản quyền thể hiện công ty các bạn. Ở đây tôi đang làm là công ty Việt Hưng, nên tên bản quyền mang tên công ty Việt Hưng. Và lúc này các bạn sẽ làm báo cáo, hoạch toán các hóa đơn chứng từ, sổ sách bình thường. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách ắt bản quyền Visa. Chúc các bạn thành công!